cho tượng ngã vô trong. Nó lót y chang như một bãi đất vậy. Kêu xuống đi ngần hồi không là hết xuống. Giờ chắc phải leo xuống cả nhà. Thì còn với chị hai mới vừa leo xuống rồi. Chạy xì tiền với chạy không độ. Hồi nãy có chạy nước yến với anh nữa cả nhà. Ghế dương díu quá trời.
hơn, cắt hơi khó. Xúc trần nữa rồi. Ba con toàn nói dọn bớt chỗ này đang hồi cắt cái gốc. Thêm chai trà xanh không độ. Mà xuống gáp làm lại nè. Thì xong rồi giờ leo lên cưa tiếp tục cả nhà. Nhìn mấy cái ghế này nè, đơn giản vậy thôi chứ thọc á, làm vô cắt mà không biết cắt là nó xeo nó dính trong liền cả nha. Nó bị hiếp làm liền. Chỗ này đang chất mấy cái nhánh cây lên xe để kéo. Cửa hàng cao. Cửa hàng cao ở gần quán cơm Tấm Đực. Đi đào ống cơ xong dưới chạy quán một phê xây dựng bên hàng cao sắt Tấm Đực á. Dạ. Dạ dạ. Hàng sao hay hàng cao gì đó cả nhà. Xét quán cơm Tấm Đực. Yeah.
xúc lần nữa rồi. Ba cái đầu nó tại cái lam. Đầu lam. Coi trời, mấy miếng đá vô qua cương rồi. Cầu trời là cho nó đừng có bị ăn cái ghế, nó đừng có bị ăn miếng đá qua cương nữa cháu. Có con nhạc sành.
nó rất là dai. Cộng kẽm hay cái cộng dây điện không? Có tin đuôi cục mở 200T đó thì nãy lúc đầu quá cắt nó bị trúng cái cộng kẽm rồi cả nhà. Nó đã lục rồi, giờ bỏ nó qua bên nên mới sùng dùng tới cái máy Shindawa PA50. Giật nảy cái cây luôn. Máy quá lục rồi. Cái gốc ta nha. Máy rotary thì có cái làm hợp kim đó, cái sơn hợp kim.
ngại cát đá với kẽm. Trong đó là tiềm ẩn cát đá rất là nhiều cả nhà, có miễn chai miễn sành rồi nữa, thì theo người chủ có nhét vô không thôi. Này gồm có mấy miếng dán với mấy cái ghế nè. Thank you.
tuần kêu mấy chú với mấy anh lại dọn bớt thằng các cái gốc. Ba có toàn nhờ mấy chú với mấy anh lại dọn bớt rồi gắt được cái gốc này. Bác Robert gửi tặng nè cả nhà, nhưng mà lâu quá không có xài cái nó muốn xét. Giật khởi động máy. Cái máy này là của cô Nhàn ở quận Nhất cả nhà. Công ty Thiên Hoàng Nguyên gửi tặng cái máy này cho ba của Toàn. Cũng rất là lâu rồi. Cũng khoảng 7-8 tháng rồi. Không có cái nút xả trên đầu là giật mệt mỏi luôn á, với lại nó mau đứt cái cọng dây. Có cái nút xả này giật thì nó nhẹ, lâu quá không chạy. Cầu và bụi đóng quá trời. Đứng nè, hả bà con tàu nói cái Muri nằm ở trên lưng là cái nòng đứng. Chọc đèn kính chân.
nó ém cái ngón tay vậy đó rồi giật chi hả ba? Sạch bụi à. Đây có cồng kém nè. Dùng sên liền. Mời có ra chú ba không? Có. Vậy. Quá trời môi bao gì tùm lum chân cả. Đầu của nguyên bao đá. Vô đỏ lửa nè. Bác đã cưa được nhiều cưa. Nữa lấy vào vào. Mới đạp hả ba? Ba đầu mới đạp cái đinh sét. Đập cho máu bà máu nó ra. Chưa có vũa nữa. Cái cộng sên, sên hợp kim.
chạy gác ở trong quá trời luôn rồi. Thường là mấy cái gốc cây xanh hay nhét miễn đồ vô lắm. Cái này có miễn mà đinh ba cây rồi dồn vô đinh, cái này không có miễn. Đinh ha. Mấy cây rồi dồn chắc ba cây bột kết nè. Dạ. Với ba cái bọc mũ ly nước rồi thì dồn chống kìa. Tháo ra đứng cái này, cái hết cái đây không nè. Dạ. Được thì bờ bữa thôi. Dạ hết bết lên à, bữa nào lên bắt hai con hết dịch lên à. Bác có coi kênh đó nên là thấy có nuôi cá tư tượng đó cả nhà, nó bữa nào lên ta quậy vậy. Dạ cái kia ta coi đi sắp chăng cái đồ đó ta coi. Để không là lấy cái máy bào chết luôn ha. Bào chết luôn à. Cái này kì có cái chạy gỗ nè, có cái máy bào bào. Đúng được, chứ được. Bạn này nó cán lại. Dạ, cán lại. Cán bê tông. Bê tông biết cán làm gì. Cán bê tông rồi tao lấy nước xanh đó. Cái bông lên vậy đó. Nó nuôi cái lồng tông, còn cái ghế nữa nè. Ai cỡ có hai trái à?
vậy đó. Mình bắt ma kêu ma chứ bệnh đây rồi. Mình bắt cầu ta. Bắt cầu ta. Rồi. Xong. Quá khỏe. Rồi. Đây thì cưa cây xanh về cũng đã xong rồi cả nhà. Nguyên cái đống tàn tích, nguyên cái thân của nó. Còn mấy cái nhánh thì lôi qua bên phía bên cây xăng rồi. Rồi vậy cũng đã xong rồi. Thôi Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu thấy video này hay thì cho Toàn xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Toàn nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.